À, xin chào mọi người, thì hôm nay em lên thêm một cái mẫu lên một cái lô kính Ray-Ban đấy. Lô này thì là có nhiều kính đẹp. Cái lô này thì em đang đấu. Lô này đấu thì giá nó hơi cao anh chị ha. Đấy, nó có mấy mẫu Ray-Ban Warfare 3 cầu, có một cái dáng ô mắt. Nó có gọng kính cận club. Đấy, chụp tổng thể này thì là còn khá là đẹp. Còn đây là mẫu Ray-Ban 3 cầu chữ O nhá, gọng quắm. Đó, thì anh chị nào quan tâm thì bấm like, chia sẻ video hoặc nếu quan tâm đến mẫu kính nào thì nhắn tin qua Zalo cho em. Đây là em đang quay ở trên cái trang đấu nhật anh chị ha. Em cảm ơn.